kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và kết thúc ngày 28 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ngày 18 tháng 5, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ ngày 9 tháng 4 năm 2016. Qua 8 năm điều hành lực lượng công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã biến lời hứa thành hành động để lại nhiều dấu ấn, đột phá nổi bật. Vào năm 2018, Bộ Công an đi đầu trong công tác tinh gọn lực lượng, bộ máy của Bộ Công an không còn 6 tổng cục trực thuộc, gần 60 cục được sắp xếp lại, giảm gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sắp nhập cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội. Bộ trưởng Tô Lâm cũng quyết định điều động 25.000 công an chính quy về cấp xã, thay thế cho gần 14.000 phó trưởng công an xã, thị trấn và 113.000 công an viên sự điều động này không chỉ giúp lực lượng công an gần dân phục vụ tốt hơn cho người dân ở tất cả các địa bàn trên cả nước, mà còn giúp bộ máy tinh gọn, hoạt động chuyên, hiệu quả hơn. Trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 luật trong một năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đây đều là những dự án quan trọng có phạm vi ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân và tác động đến kinh tế, xã hội, gồm có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 3 điều. Nổi bật là việc sửa đổi về giấy tờ xuất nhập cảnh và sửa đổi về cấp hộ chiếu phổ thông trong nước hay việc nâng thời hạn thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh. Luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 bắt đầu có hiệu lực. Luật này thay đổi căn bản so với luật căn cước công dân năm 2014, sửa đổi tất cả 39 điều, bổ sung 7 điều. Trong dự án luật này, cách thức quản lý công dân thay đổi hoàn toàn, chuyển từ quản lý thủ công trước đây sang quản lý cả thủ công và điện tử. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc điều chỉnh này sẽ bảo đảm không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không làm tăng chi ngân sách và góp phần kiện toàn, tinh gọn thống nhất một đầu mối, cắt bỏ được các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng hiện nay đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Liên tiếp, nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn được Bộ Công an điều tra, xử lý với hơn 4.400 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế, hơn 800 vụ, gần 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2022. Qua đó, thu hồi được nhiều hơn tài sản cho nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý kinh tế xã hội. Hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. Sáu đại án điển hình là kết quả nổi bật trong công tác điều tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực gồm. Đầu tiên là vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, điển hình sai phạm trong lĩnh vực y tế chuyên môn sâu. Cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 33 vụ án, 133 bị can. Đại án thứ hai xảy ra tại tập đoàn FLC, điển hình sai phạm trong lĩnh vực thao túng thị trường chứng khoán, chuyên môn sâu, hoạt động khách kín, đã khởi tố 21 bị can, đã kết luận điều tra giai đoạn 1 và đề nghị truy tố. Thứ ba là vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, đến nay đã kết luận điều tra, ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án thứ tư liên quan đến công ty AIC, điển hình sai phạm trong đấu thầu đấu giá, đã khởi tố 4 vụ án, 71 bị can, trong đó đã xử lý hình sự một nguyên bí thư tỉnh ủy, một nguyên chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ diện tỉnh ủy quản lý. Đại án thứ năm là điển hình sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, dùng ngân hàng để làm sân sau cho doanh nghiệp. Trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Đến nay đã khởi tố 3 vụ án, 108 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương. 6 là vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm địa phương, điển hình cho sai phạm có tính hệ sau thống, kéo dài. Các cơ quan đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương. Ngoài để lại những dấu ấn đặc biệt trong việc tinh gọn bộ máy, đấu tranh phòng chống tội phạm, quá trình làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm còn chỉ đạo quyết liệt, sát sao với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, quản lý căn cước công dân. Hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Đây là hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, giúp cung cấp các thông tin cơ bản, đầy đủ tính pháp lý về công dân, cắt giảm thủ tục hành chính bằng giấy tờ, giúp chính phủ chuyển đổi số mạnh mẽ. Để triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ chiến sĩ tham gia thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư, đào tạo gần 24.000 cán bộ tại địa phương sử dụng hệ thống. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, hướng tới bỏ quản lý sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý cư trú điện tử. Theo chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã được Quốc hội điều chỉnh vào chiều ngày 21 tháng 5, cuối giờ chiều cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm. Trước đó, tại hội nghị trung ương lần thứ 9 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức chủ tịch nước. Theo chương trình, sau khi thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước, đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Sáng ngày 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước, nếu có. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước. Quốc hội bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó ban kiểm phiếu làm việc, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Tiếp đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ, chủ tịch nước phát biểu nhậm chức. Sau đó, thủ tướng chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Công an nếu có. Người được đề nghị miễn nhiệm phát biểu, nếu có. Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu làm việc, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.